Sút. Yeah. Cầu này chuẩn bị chọt cái chân để lấy quả bóng. Bana thôi. Classico AK. Goal khép như vậy thì chỉ có nước đá giống như cái hình mình vẽ thì mới vô được thôi. Trời ơi. Yeah. Tôi là Thi Freestyle. Ta-da! Đây là sân K34. Đã trải được một sân bên trong, ở ngoài thì được một nửa. Lúc quay clip này thì sân chưa hoàn thiện, còn hiện tại thì đã hoàn thiện 100%, tổ chức được vài giải ở futsal tại đây rồi nha anh em. Và bây giờ là 22 giờ, khuya rồi vẫn còn đi đá banh, vừa trải xong cái sân này. Nên thành ra là cũng may mắn có buổi kèo đá luôn. Thử sân luôn trong ngày hôm nay, cho nấu, ngày nửa đêm. Giăng lưới đây để tránh bị giăng ra ngoài. Cái lưới đó không được đẹp cho lắm, nhưng tới giờ vẫn sử dụng đó anh em à. Cũng khá ổn đây chứ nhỉ. Ồ, sàn cũng được quá ha. Sau khi tìm hiểu kỹ một xíu thì mặt sàn này là mặt sàn của mấy sân cầu lông nha anh em. Hai đội chiến thôi. Kèo này là của Đại Nam, làm trên sân K34 rủ mình lên đá. Đa số là học sinh cấp 3 và sinh viên năm nhất không à. Kèo vui vẻ mồ hôi thôi nha anh em. Đó, lưới trắng tinh luôn. Em thấy ở đây khá là bụi. Tại vì nó gần khu vực trong này thì chưa có thi công xong. Khung thành sân 7 còn để kia luôn nè. Cát nhiều quá, ai tới lấy cát về xài đi anh em ơi. Cái cát này là nền của sân cỏ nhân tạo cũ trước đây lấy lên đó. Không biết vận chuyển cát đi là cần bằng cách nào. Ai sẽ đem cát, đóng cát này đi. Em tới đem cát về đi. Tấm cát vì đá có thể sẽ bị trơn. Có thể bị trơn. Ok, thay đồ. Thay giày. Vẫn là để giày trong cái túi Rainsport này. Và đây là giveaway của ngày hôm nay. Chia sẻ cảm nghĩ về sân K34 khi trải thảm futsal này. Mình sẽ tặng cái túi giày Rainsport có giá trị 400k này cho anh em nào comment hay nhất. Đây là đôi Umbro. Mình hay mang đôi này biểu diễn. Mà lấy mang đá luôn, cho nó giãn bớt, nó vô form. Chia sẻ anh em là đôi này mình mang size 42.5 mà vẫn cảm thấy hơi chật, nên vẫn phải gỡ miếng lót ra. Khi nào nó giãn rồi mình sẽ bỏ miếng lót vô lại. Phải mang nhiều cho nó giống đôi trắng. Nhà có đôi trắng mang êm lắm rồi. TF sóc. Ai quan tâm đến cái vớ đá banh nghe bắp chân này thì mình để link trong phần mô tả nghe. Sản phẩm không thương hiệu do mình tự sản xuất đó. Nói chứ vớ kiểu kiểu giống vậy thôi nha. Chứ đôi này đôi độc quyền mình, có mình có. Cái đôi này có logo TF, chứ mấy đôi kia không có nha. Pha chạm bóng đầu tiên, múa skill, roll step over cái đã. Tiếp anh. Mấy kèo như này mà không múa thì cũng uổng đó anh em à. Rồi. Dứt. Chết tôi. Ui. Ôi. Mày quá. Dứt. Chút. Ok, cái nữa. Lâu lâu mới trở lại đá sân 5, mới chạy có tí xíu mà mệt ghê. Chết thiệt. Trời ơi. Thua trước một trái luôn mới đau. Kèo này vui quá, nãy giờ mình cười hoài luôn. Đứa em áo đỏ nhỏ nhỏ bên đó đá có vẻ tốt. Cao cao cao, bước cao. Có. Sút. Ừ. Một chạm. Ôi Gun ơi. Gun này bắt futsal mà bay người như sân 71 hen. Hey. Áo đỏ gãy rồi, bật lại là xong. Chà, đưa trái banh không tốt rồi.
Đá sân 5, suốt không vô một cái là bị phản công liền nha anh em. Ô là la, qua người hay rồi, dứt thôi. Di chuyển nhiều nên mỏi gối quá, suốt không nổi luôn. Đá. Che biên nè, đi giữa thôi. Đồng đội ở giữa có khoảng trống. Tiếp. Số 9 bước vô giữa, mình sẽ tiến xuống đáy biên. Sút. Quan sát xung quanh xem có ai vô không. Và lòi ra khoảng trống ở đây. Dứt. Trời ơi. Dứt quá. Tiếp tục đứng quan sát. Tới. Em ơi. Che biên hả? Lắc vô giữa nè. Quá chuyện chứ. Quá chuyện. Trời ơi, không vô nữa. Rồi thua rồi. Áo đỏ này múa skill dữ quá ta. À ha, chồng biên nè, mình sẽ đổi người với đồng đội. Ê. Ê. Rồi xong, đồng đội mất 30k. Nè. Được. Cao cơ. Cơ này là lính anh sĩ Cao Ba Tư, đá futsal cũng khá ổn. Đáy biên bên trái có đồng đội đang cắt xuống. Xuống được. Ok. Ê chà, thủ môn bên phía đối thủ bắt cũng tốt rồi nha. Cơ, qua đầu cơ. Trời ơi. Thấy số 16 cắt vô giữa, ai về giật về. Trời ơi. Trong đầu mình tự nhiên thoáng nghĩ, hay là múa skill gì hay ho đi. Và thế là sút. Yeah. Và vừa rồi là Hugh90 Bana kiếm 30k, vô tình kiến tạo cho số 9 ghi bàn luôn. Thủ môn sàn bộ rồi, suốt thẳng là không ăn thua. Trời ơi. Pha này ý tưởng thì hay, nhưng cái chân trái thì không ngay. Tiếp cơ. Cơ. Trời. Đã cho banh không hiểu luôn. Hai đánh một, đá ở đây là xong. Nope. Tính áp dụng cái skill Ron Step Over ở đầu clip vào tình huống này, nhưng fail. Classical AK. Rồi đó, tới giờ nổi máu múa may quay cuồng rồi đó. Phải tiết chế lại tí thôi, không là tiêu. Che biên. Theo. Ok, chạy gôn. Cơ gót.
Xí xí xí, xem lại tí. Cô em áo đỏ này là đối thủ, nhưng mà chạy qua đây xong thả cho mình múa luôn. Là sao? Là sao? Là sao? Phòng ngự 1 chống 2, che đường truyền, sẵn sàng cắt dọc biên. Hướng vừa rồi là hướng chân nghịch, nên có vượt qua được mình thì cũng khó ăn được thủ môn. Cơ. 2. Dứt điểm ngay giữa gôn thì làm sao mà ăn. Đúng rồi. Tốt cơ. Dứt. Trời ơi. Nhanh cơ. Gôn khép như vậy thì chỉ có nước đá giống như cái hình mình vẽ thì mới vô được thôi. Trời ơi. Lúc đó mình múa skill cho vui thôi, chứ còn đường đâu mà ăn. Lâu lâu được một pha ban bật hay, nhưng lại không có cú dứt điểm. Nói chứ nhờ Đại Nam nó vô đá rồi, nên khả năng phối hợp ổn hơn ban đầu. Cầu này chuẩn bị chọt cái chân để lấy quả bóng, ba na thôi. 30. Bật tường coi được. Thôi về. Thôi em. Cú sút rất mạnh của Đại Nam, trúng ngay góc A. Nam. Nani? Tiếp. Cởi giày đi. Mày giày vô đi, mày giày vô đi. Không hiểu sao xúc đôi giày được. Mày. Haha. Bị ba na một lần là anh ấy rút kinh nghiệm rồi. Giờ mà thọt cái chân vô không khéo thối là anh ấy 30k mất. Hey. Tiếp. L mu và V mu, skill tủ nha anh em. Gặt về nè chứ đâu, phập. Nam. Ở đây có khoảng trống, đi được. Và đó là skill La Cresta. Đối thủ lơ ngơ, phạt góc nhanh đi đồng đội ơi. Dạy vô nữa. Lúc mình nhận quả đá góc này thì bóng hơi cận chân, không có đà để sút nên lực khá yếu ớt. May sao trúng chân hậu vệ đổi hướng làm thủ môn giật mình. Hay không bằng may nha anh em. Ở đây trả về là dứt luôn nè. Hey. Nam ơi, chờ anh lên. Chờ anh lên nè. Qua đầu. Chờ. Nè. Hey. Đường hướng này là bậc tường được nè. Thôi nè. Tốt cơ. Ủa đâu rồi? Nè. Đủ trả anh này cơ ơi. Đi trong ơi. Đi trong. Và vừa rồi là reverse electrical nha anh em.
Thiệt là tiki taka quá đi. Trời ơi, không vô nữa. Hình xăm này hình như đang vẽ chưa xong nè. Đây. Không, chắc là sập sau lưng. Ok. Không ai vậy? Rồi, đây. L mu và V mu nè. Hậu quả của việc múa nhiều quá nên chân mỏi, suốt không có nổi. Chân yếu quá. Nè. Đứng yên cơ, đứng yên cơ. Tiếp. Coi từ được nè, đây, đá anh. Rồi đây nè. Quan cơ đã có khoảng trống, nhét. Ơi đại ca. Trái đó đợi mình lên, trả về, dứt chân trái luôn, quá ngon. Xong hiệp đấu đầu tiên trong trận thi đấu này, ra nghỉ mệt xíu, rồi lát vô đá tiếp hiệp thứ hai. Tổng kết lại là mình đã có một bàn thắng, một kiến tạo và vô số pha sâu kim. Anh em đoán xem mình có bao nhiêu pha sâu kim trong trận đấu này, comment cho mình biết với nha. Trước khi kết thúc video clip này, mời anh em xem lại những pha xử lý hay của mình trong trận thi đấu này. Và nếu anh em thấy hay, nhớ like đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình là Phạm Trọng Thi, hẹn gặp lại anh em ở tập sau sẽ có trong nay mai. Nha nha nha.